vượt chốt trong giờ cấm, tài xế xe ben lý luận với cảnh sát giao thông. An Giang, xét xử sơ thẩm 43 bị cáo về tội tổ chức đánh bạc. Bộ Y tế chỉnh lại thông tin, F0 được ra khỏi nơi cách ly. Không nên đánh giá mức độ bệnh qua độ đậm nhạt qua test nhanh COVID-19. Lâm Đồng, 208 đơn vị máu thu được từ chương trình Giọt Hồng Thanh Niên Tình Nguyện. Khánh Hòa, ngày hội đổi rác lấy cây xanh. Bình Phước, Lộc Ninh phát triển kinh tế từ mô hình mới. Chị Thái kính chào quý vị đang đến với Chuyển động 25 giờ, tin nóng từ các địa phương. Thưa quý vị, mở đầu cho bản tin Chuyển động 25 giờ trưa nay ngày 16 tháng 3 sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình an ninh trật tự tại các địa phương trên cả nước. 21:30 đêm ngày 13 tháng 3, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông An Sương, phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, công an thành phố Hồ Chí Minh lập chốt kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải, xe đi vào khu vực cấm trên đường Trường Chinh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trong 2 giờ làm việc, tổ công tác đã phát hiện và xử lý 3 xe tải nặng lưu thông vào nội đô trong giờ cấm, 2 xe tải chở quá khối lượng cho phép trên 150%. Đáng nói, một trường hợp tài xế xe ben 15 tấn bất chấp yêu cầu dừng xe của cảnh sát giao thông, điều khiển phương tiện lưu thông vào nội đô trong khung giờ cấm. Ông ký phóng viên ghi nhận, chiếc xe 15 tấn lưu thông qua khu vực lập chốt kiểm tra của cảnh sát giao thông trước 21:55, bất chấp yêu cầu dừng xe để kiểm tra của cảnh sát giao thông. Tổ công tác nhanh chóng sử dụng mô tô đặc chủng đuổi theo. Sau hai xe ben của tài xế L, hai chiếc xe ben khác đều trên 12 tấn cũng bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe và lập biên bản xử phạt vì đi vào khu vực cấm. Qua cơn sát phương tiện, phát hiện hai xe quá tải. Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 43 bị cáo về tội tổ chức đánh bạc, đá gà và đánh bạc tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Theo cáo trạng, ngày 2 tháng 8 năm 2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú và Công an xã Đa Phước tiến hành kiểm tra phát hiện bắt quả tang Nguyễn Ngọc Thuận cùng Đỗ Văn Sơn, Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Văn Thanh, Phan Đức Minh, Nguyễn Văn Tài, Quách Văn Thẳng, Phạm Minh Liến, Lê Đại Lực, Nguyễn Thanh Tâm, Trần Minh Hùng, Đỗ Văn Chạy, Đinh Tuấn, Nguyễn Minh Thiện, Phạm Văn Sang, Lâm Nhớ, Đỗ Trọng Hiền, Lê Thanh Bình, Nguyễn Văn Quế và Nguyễn Trọng Anh đang tổ chức cho 79 người khác đánh bạc, bị phát hiện tại trường và nhiều người khác không rõ họ tên địa chỉ, tham gia đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu tại khu đất trống của bà Nguyễn Thị Hèn ở tổ 35 ấp Hạ Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú. Lực lượng công an tiến hành lập biên bản, bắt người phạm tội quả tang và thu giữ vật chứng và số tiền trên 620 triệu đồng tại các chiếu bạc và trên người các đối tượng. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khám xét khẩn cấp nơi ở của Thuận tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, thu giữ 312 triệu đồng, 2 xe ô tô và các công cụ dùng để đánh bạc. Quá trình điều tra xác định từ giữa tháng 6 năm 2020 đến ngày 2 tháng 8 năm 2020, Nguyễn Ngọc Thuận cùng các đồng phạm đã tổ chức hai chiếu bạc cho nhiều người tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, nhằm thu tiền sâu của các trận đá gà và thu tiền sâu 50% tiền bảo của mỗi ván tài xỉu. Dự kiến phiên tòa xét xử đến ngày 25 tháng 3. Thưa quý vị, mới đây thì Bộ Y tế đã có thông tin giải thích chỉnh lại quy định F0 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang mà Bộ Y tế vừa ban hành. Thông tin đến từ báo Người Lao Động. Ngày 14 tháng 3, Bộ Y tế ban hành quyết định số 604 kèm hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc COVID-19. Theo hướng dẫn mới nhất này, F0 được hướng dẫn cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi phải ra khỏi nơi cách ly, phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác. Để rõ về F0 cách ly tại nhà, sau khi việc dư luận có nhiều cách hiểu khác nhau, tối 14 tháng 3, tổ biên tập quy định này của Bộ Y tế đã điều chỉnh lại một số điểm tại quyết định 604/QĐ-BIT cho rõ, tránh hiểu lầm. Cụ thể, tại mục 5.4 nêu, người mắc COVID-19 cần hạn chế ra khỏi nơi cách ly. Khi ra khỏi nơi cách ly phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác, sẽ được nói rõ cụ thể là người mắc COVID-19 cần hạn chế tối đa ra khỏi phòng cách ly, nhưng không được ra khỏi nhà. Khi ra khỏi phòng cách ly, phải mang khẩu trang, giữ khoảng cách với những người khác trong nhà. Liên quan đến quy định quản lý F0 tại nhà được Bộ Y tế ban hành chiều 14 tháng 3, một số chuyên gia cho biết, thực tế hiện nay nhiều F0 không biết mình mắc COVID-19 hay không, do không có triệu chứng nên vẫn đi làm, đi ăn uống, mua sắm bình thường. Thậm chí có trường hợp đã test nhanh dương tính nhưng không khai báo y tế, vẫn tự ý ra khỏi nhà.
Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho rằng chưa thể chủ quan với COVID-19. Bởi thực tế hiện nay vẫn còn hàng ngàn người mắc COVID-19 có triệu chứng nặng, phải nhập viện, thở máy. Mỗi ngày vẫn có khoảng 100 người tử vong do COVID-19. Phó giáo sư Nga chia sẻ, khi chúng ta đang ở giai đoạn thích nghi để tiến tới bình thường hóa, cần phải tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu, có ý thức cao để thực hiện nghiêm biện pháp 5K, bảo vệ mình và cộng đồng. Theo một số chuyên gia, hiện COVID-19 vẫn là bệnh lây theo đường hô hấp, với hình thức lây vẫn là giọt bắn. Nguy cơ cao là tiếp xúc gần, môi trường kín, đông người. COVID-19 hiện cũng chưa có nhiều thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, biện pháp dự phòng cá nhân 5K vẫn vô cùng hiệu quả. Chưa thể thả lỏng với COVID-19 và cho rằng đó là bệnh thông thường như cảm cúm được. Theo các chuyên gia, kết quả test nhanh chỉ để xác định có nhiễm bệnh hay không, không thể phán đoán diễn biến bệnh dựa qua mức độ đậm nhạt. Thông tin đến từ truyền hình Cà Mau. Nhiều người khi tự test nhanh có kết quả hiển thị dạch tay mờ và cho rằng mình bị nhiễm ở mức độ nhẹ. Tải lượng virus thấp và ngược lại, nếu dạch tê đậm thì nhiễm nặng, tải lượng virus cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc xét nghiệm nhanh COVID-19 cho hiển thị dạch tê mờ hay đậm không quan trọng, không nên dựa vào test nhanh để phán đoán diễn biến của bệnh. Bên cạnh đó, tùy theo mức độ phản ứng oxy quá mạnh nhẹ và điều kiện môi trường sẽ ảnh hưởng đến độ đậm nhạt tại dạch tê. Để biết được nồng độ virus thì phải làm xét nghiệm RT-PCR. Thưa quý vị, tính đến giữa tháng 3 năm 2022, huyện Duy Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai tiêm hơn 23.000 liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Trong đó thì tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều đạt 100% và tỷ lệ bao phủ đủ hai liều đạt hơn 98%. Thông tin đến từ truyền hình Khánh Hòa. Tùy vào lượng vaccine và tiến độ được cấp, huyện Duy Khánh đã tổ chức tiêm đồng loạt hoặc cuốn chiếu, trong đó ưu tiên tiêm cho người lớn tuổi, từ vùng nguy cơ cao đến vùng nguy cơ thấp. Đối với trẻ đang đi học, tiêm tại các trường nghề, trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn. Đối với trẻ không đi học, trẻ có bệnh nền, béo phì, tiêm tại trung tâm y tế huyện và trạm y tế các xã thị trấn. Đến nay, huyện Duy Khánh đã cơ bản hoàn thành việc tiêm vaccine mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Sắp tới, huyện tiếp tục rà soát lập danh sách trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 17 đang cư trú nhưng không đi học để tổ chức tiêm phép, phấn đấu đạt 100% trẻ từ 12 đến 17 tuổi trên địa bàn huyện được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 trong thời gian sớm nhất. Do giá xăng dầu liên tục tăng khiến cho chi phí đầu vào nhiên liệu đều tăng, nên các đơn vị vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tăng giá cước. Trong khi đó, thì giá cước vận chuyển container tại các cảng trên địa bàn thành phố cũng sẽ được điều chỉnh tăng từ 10 đến 30% so với đơn giá hiện tại. Thông tin đến từ truyền hình Cà Mau. Hiệp hội vận tải hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh cho biết do giá xăng dầu liên tục tăng nên các đơn vị vận tải của hiệp hội sẽ phải tăng giá cước. Tại bến xe miền Đông, hơn chục đơn vị vận tải đã kê khai điều chỉnh tăng 20% giá vé và áp dụng từ cuối tháng 3 này. Tương tự, nhiều đơn vị vận tải tại bến xe miền Tây cũng đang kê khai điều chỉnh giá cước. Cũng do giá xăng dầu liên tục tăng khiến cho chi phí đầu vào nhiên liệu, giá cước vận chuyển, xếp dỡ tại các cảng và cảng nội địa ICD đều tăng. Do đó, từ ngày 1 tháng 4, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn phải điều chỉnh giá cước vận chuyển container tăng 10 đến 30% so với đơn giá hiện tại. Thưa quý vị, tiêu dùng an toàn trong thời kỳ bình thường mới, đó là chủ đề hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15 tháng 3 năm 2022. Hưởng ứng các hoạt động đó, tỉnh An Giang đã tích cực kêu gọi, động viên, khuyến khích sự tham gia của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và người tiêu dùng với các hoạt động liên quan, góp phần xây dựng môi trường tiêu dùng lành mạnh, giữ ổn định và tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Thông tin đến từ truyền hình An Giang. Các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đang được thực hiện trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát. Các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam được tổ chức và thực hiện trong cả năm 2022, tập trung vào tháng của Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam ngày 15 tháng 3 và các khoảng thời gian cao điểm về kinh doanh và tiêu dùng như Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, các đợt cao điểm mua sắm trên thị trường. Đặc biệt trong các ngày đợt mua sắm cao điểm cùng với việc tập trung vào các hoạt động nhằm thúc đẩy kinh doanh, các doanh nghiệp xây dựng công cụ hiện hữu để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, chủ động biến trách nhiệm đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ các yêu cầu, nguyện vọng của người tiêu dùng thành động lực phát triển, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường, nhất là quyền được an toàn trong thời kỳ bình thường mới.
Để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan nhà nước tăng cường hoạt động giám sát, kiểm tra thị trường, đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Các tổ chức xã hội phát huy rõ vai trò đại diện và là cầu nối giữa người tiêu dùng với các cơ quan nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện hoặc tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, gia tăng quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Tại nhà nghỉ dưỡng Minh Tâm Đà Lạt, Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Lạt đã phối hợp cùng Thành đoàn Đà Lạt, nhà nghỉ dưỡng Minh Tâm, Đoàn cơ sở Công an thành phố Đà Lạt và Đoàn phường 10 tổ chức ngày hội hiến máu với chủ đề Giọt hồng thanh niên tình nguyện, với sự tham gia của khoảng 210 đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Trong đó thì có khoảng 50 cán bộ chiến sĩ công an tại nhà nghỉ dưỡng Minh Tâm thuộc Bộ Công an và thành phố Đà Lạt tham gia hiến máu. Thông tin đến từ truyền hình Lâm Đồng. Đây là hoạt động thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 và tổ chức các hoạt động Thánh thanh niên kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời thể hiện tinh thần và sức trẻ của thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng. Kết quả thông qua chương trình Giọt hồng thanh niên tình nguyện lần này đã thu được 208 đơn vị máu. Số lượng máu này sẽ được đưa về để dự trữ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng nhằm kịp thời cấp cứu cho bệnh nhân. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết đã triển khai kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh. Thông tin đến từ truyền hình An Giang. Theo đó, tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở để tuyển sinh vào lớp 10 như sau. Tuyển sinh vào các trường trung học phổ thông công lập và ngoài công lập là 75% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Tuyển sinh vào hệ giáo dục thường xuyên trong số 25% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Đối tượng tuyển sinh gồm học sinh trong độ tuổi quy định đã tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2021-2022 hoặc những năm học trước, theo một trong hai hệ phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên. Ngoài ra lưu ý các trường hợp học sinh dự tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông, trung tâm đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao và học sinh ngoài tỉnh. Trong đó tuyển thẳng vào trường trung học phổ thông, đối với học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông, học sinh là người dân tộc rất ít người, học sinh khuyết tật, đồng thời tuyển thẳng đối với học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông. Về thi tuyển, đối với 3 trường trung học phổ thông chuyên biệt, gồm 2 trường chuyên và trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông, học sinh thi tuyển theo quy chế trường chuyên biệt, phải qua 2 vòng sơ tuyển và thi tuyển, có điểm đạt vòng sơ tuyển mới được dự thi tuyển. Riêng các trường trung học phổ thông công lập có tỷ lệ thí sinh đăng ký cao hơn so chỉ tiêu hoặc so với nguồn tuyển được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt, thì học sinh toàn tỉnh được đăng ký nguyện vọng 1 thi tuyển vào các trường thuộc nhóm trường thi tuyển, đăng ký nguyện vọng 1 vào trường trung học phổ thông nào thì dự thi tại trường đó. Thời gian thi tuyển vào các trường trung học phổ thông chuyên và các trường trung học phổ thông công lập thuộc nhóm các trường thi tuyển sẽ tổ chức cùng lúc, dự kiến ngày 7 và ngày 8 tháng 6 năm 2022. Các trường trung học phổ thông công lập còn lại, nhóm trường xét tuyển sẽ thực hiện xét tuyển theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thưa quý vị, Hội đồng đội thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức ngày hội đội rác lấy cây xanh tại trường tiểu học Tân Lập 2. Thông tin đến từ truyền hình Khánh Hòa. Tại ngày hội, các em học sinh đã được nghe thông điệp ý nghĩa của ngày hội đội rác lấy cây xanh, chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống, phòng chống biến đổi khí hậu trong giai đoạn hiện nay. Ngày hội đội rác lấy cây xanh được thầy cô và học sinh hưởng ứng sôi nổi. Các em học sinh đã mang đến rất nhiều vỏ lon bia, nhựa, giấy vụn đã qua sử dụng để đổi lấy cây xanh rất đẹp như hồng môn, sen đá, lưỡi hổ, xương rồng, v.v. Và chương trình nhằm nâng cao nhận thức của thầy trò nhà trường và cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, sử dụng nguyên liệu đã qua sử dụng để tái chế, sáng chế ra vật dụng phục vụ trong cuộc sống, biết trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh. Nhân dịp này, Hội đồng đội thành phố Nha Trang đã trao 10 suất học bổng, mỗi suất 500.000 đồng cho các em học sinh vượt khó học tốt. Nhằm kết nối giao thương, tiếp tục phát triển hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp và cụm công nghiệp tại địa phương, tuyến đường nối xã Đông Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận với xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đã được khởi công xây dựng vào đầu năm nay. Thông tin đến từ truyền hình Bình Thuận. Tuyến đường Đông Hà Gia Huynh có chiều dài hơn 8,5 km, nền đường rộng 12 m, trong đó mặt đường rộng 9 m, kết cấu bê tông nhựa chặt dày 7 cm. Đây là công trình giao thông cấp 4 có hệ thống thoát nước, các hạng mục an toàn giao thông như cọc tiêu, biển báo và hộ lan mềm. Công trình có tổng mức đầu tư gần 78,8 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 63,8 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là 3 năm, trong đó thời gian xây dựng hoàn thành công trình là 300 ngày. Hiện nay, công trình đạt gần 30% khối lượng công việc và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 10 năm nay.
Đây là tuyến đường có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của hai huyện Đức Linh và Tánh Linh, bởi khi hoàn thành sẽ nối liền với tuyến Gia Huynh Đông Hà của huyện Tánh Linh cũng đang được khởi công, từ đó tạo nên một hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối với các hạ tầng giao thông ở Tánh Linh, kích cầu phát triển công nghiệp ở hai địa phương Gia Huynh Suối Kiết và xa hơn là nối liền với cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Thưa quý vị, khi mức sống người dân được nâng cao, nhu cầu nuôi các loại thú cưng, cá cảnh xuất hiện ngày càng nhiều. Qua những trào lưu này, nhiều người, nhất là giới trẻ, tìm được niềm vui, sở thích thú vị ngoài một thế giới công nghệ đang chiếm lĩnh và nở rộ. Đáp ứng trào lưu này, thì một số nông dân ở Bình Phước đã mạnh dạn đầu tư, thành lập các trại nuôi nhằm phát triển kinh tế gia đình và bước đầu đã mang lại hiệu quả. Ghi nhận đến từ truyền hình Bình Phước. Cách đây hơn 2 năm, chỉ với vài giống cá ban đầu, gia đình ông Lê Văn Giang ở ấp Hiệp Thành, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh đã quyết định thành lập cơ sở kinh doanh cá cảnh, đầu tư hệ thống ao nuôi có quy mô gần 3.000 m2, tiến hành tuyển chọn các giống cá để lai tạo, nhân đàn. Với trên 50 giống cá hiện có và số lượng cá đang thời kỳ sinh trưởng, mỗi năm cơ sở thu về gần 400 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Nuôi cá thì cũng không có khăn gì thị trường gì hết á. Nếu mà mình nuôi đây đàng hoàng thì đầu ra nó rất là nhiều chỗ. Về đào miền Tây có, thành phố có, Gia Lai gì có đủ hết. Là cái việc ngay chỗ nào có là mình cái việc mình xuất đi. Mình xuất đi mình cũng không có đi nữa. Mình chỉ gửi xe. Đó, là mình gửi hình lên đó. Rồi xong xuôi là bao nhiêu tiền, bao nhiêu con người ta gửi thẻ lại cho mình. Được một doanh nghiệp tại Bình Dương ký kết hợp đồng chăn nuôi gà Asian Lai Mỹ, anh Trần Thanh Phương ở ấp Hiệp Thành, xã Lộc Hiệp vay 250 triệu đồng vốn vay ưu đãi từ quỹ khởi nghiệp của tỉnh để hoàn thiện hệ thống chuồng trại nuôi. Ưu điểm của gà Asian Lai Mỹ là sức đề kháng cao, khỏe mạnh và không cần quá nhiều thức ăn bổ dưỡng. Sau 6 tháng nuôi, có thể xuất bán với giá 800.000 đồng đối với gà trống và 250.000 đồng dành cho gà mái. Hiện tại, sau hơn 1 năm triển khai mô hình, trung bình mỗi tháng, anh Trần Thanh Phương xuất bán từ 50 đến 80 con gà. Mỗi năm thu về 400 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Cái lợi thế lớn nhất cái này thì nó nói chung thì cái nguồn giống nó bên kia nó đầu tư cho mình. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là bây giờ mình cái số vốn mình bỏ ra nó hơi nặng, nhưng mà cái được cái là nó bao tiêu sản phẩm cho mình, là nó lấy hết, mình không được bán ra ngoài. Đó là thí dụ bây giờ hàng tháng bình quân thì dù mình đi làm ở ngoài thì 6-7 triệu, còn cái này thì mình làm được ở nhà thì tùy theo mình, thí dụ mình xiên thì tháng được lên 20 triệu, có khi tháng lên 30 triệu cũng có. Gà với cá này là hai mô hình mới nhưng mà nó mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao, thị trường họ đang có sức tiêu thụ rất là cao, như cái mô hình gà đó nó cũng đặc biệt, nó mang lại cái hiệu quả kinh tế cao. Cá cũng thế, thị trường giờ đang thu hút thị trường, đó là một cái mô hình mới nên là cái thú chơi cá cảnh cũng đang ngày càng phổ biến nên là nó hứa hẹn nó mang nhiều lại cái hiệu quả cho người chăn nuôi. Thành công bước đầu của những mô hình mới cho thấy việc định hướng nhu cầu thị trường, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận vốn đã mang lại hiệu quả. Luôn định hướng cho người dân là phải tìm và phát triển những mô hình mới, không mang tính trùng lắp, không mang tính truyền thống, để giúp cho cái sản phẩm của mình nó dễ tiêu thụ và nó có giá trị trên thị trường. Đặc biệt là những cái mà mô hình để phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương, thoát khỏi cái thuần canh theo cái lối cũ, từ đó giúp cho người dân sản xuất và tiêu thụ nó rất là hợp lý và nó phù hợp với điều kiện của thị trường, tạo điều kiện công ăn việc làm, nâng cao giá trị thu nhập cho người dân. Theo đánh giá, những mô hình này quy mô vẫn còn ở mức nhỏ lẻ, nguồn lực đầu tư chưa cao. Vì vậy, vốn vay ưu đãi, hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật được xem là nguồn lực quan trọng, hỗ trợ người nông dân mở rộng sản xuất. Từ đó, giúp tăng thêm thu nhập cho gia đình và đóng góp nhiều hơn cho quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại Chuyển động 25 giờ, chuyển nóng từ các địa phương trưa nay. Chương trình được phối hợp thực hiện bởi các ban báo chí, đài truyền hình cùng MCV Network tổng hợp, chia sẻ những thông tin đặc sắc từ các bản tin trên các kênh digital của các đơn vị. Quý vị có thể xem thêm các tin tức hấp dẫn trên hệ thống YouTube, Facebook, TikTok của MCV Network và các đơn vị báo đài liên quan và siêu ứng dụng NetLove.
Giang Thái xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong bản tin ngày mai.